Đến trưa ngày 17 tháng 3 năm 2021, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, gần 4 giờ sáng ngày 17 tháng 3, người dân phát hiện cháy tại cơ sở sản xuất bột nhang ở hẻm 47 đường Bình Thành nên hô hoán. Ngọn lửa sau đó cháy lan rộng, mọi nỗ lực chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân đã điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Ngọn lửa sau đó được khống chế dập tắt, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong cơ sở sản xuất bột nhang bị thiêu rụi. Tại hiện trường, phần lớn phần mái tre nơi cơ sở sản xuất bột nhang đều hư hỏng, đổ sập. Nhiều cây xanh xung quanh cơ sở này bị cháy khô. Hơn 10 giờ sáng cùng ngày, các công nhân tại cơ sở sản xuất bột nhang vẫn phải phun nước làm mát tại các khu vực xưởng khói còn tỏa ra nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy tại cơ sở sản xuất bột nhang đang được làm rõ